10 câu nói truyền cảm hứng giúp bạn thành công năm 2023. Tương lai thuộc về những người ưu tú. Hãy trở nên tài giỏi hơn, rồi thành người tài giỏi nhất. Dù luôn có lý do để khẳng định bạn không thể làm được một điều gì đó, nhưng hãy nhớ, có hàng trăm người từng đối mặt với hoàn cảnh tương tự và họ đã thành công. Mọi thứ tốt nhất sẽ chỉ dành cho những người làm theo cách tốt nhất, để mọi thứ trở nên tốt nhất. Một căn phòng không có sách cũng giống như một cơ thể không có linh hồn. Mục tiêu của bạn không nên quá dễ đạt được, mà chúng phải thúc đẩy bạn làm việc, thậm chí không phải lúc nào chúng cũng khiến bạn cảm thấy thoải mái. Những điều ta đạt được ngày hôm nay đã từng là những điều không thể đạt được vào hôm qua. Cách duy nhất để làm được điều tuyệt vời là yêu thích điều mình làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc. Bạn không cần phải tuyệt vời lúc bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu một cách tuyệt vời. Một tầm nhìn rõ ràng được hậu thuẫn bởi những kế hoạch rõ ràng sẽ trao cho bạn nguồn sức mạnh và giúp bạn có một cảm giác cực kỳ tự tin. Không hề có giới hạn nào về khả năng bạn sẽ đạt được điều gì đó, trừ những giới hạn bạn tự đặt ra trong suy nghĩ của chính mình.